Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng tài lợi nha các bạn. Thì hôm nay là nói về số đối của số phức. Thì thứ nhất các bạn phải biết số phức được ký hiệu bằng chữ Z nè, A cộng BI. Z được ký hiệu là số phức. A gọi là phần thật. B gọi là phần ảo. Y gọi là đơn vị ảo. Y gọi là đơn vị ảo. Và nhớ Y bình bằng trừ 1. Được chưa? Rồi, tiếp theo các bạn phải nhớ định nghĩa của số đối. Số đối là gì? Số đối là làm sao tổng hai số đó phải bằng không. Được chưa? Hai số đối nhau khi tổng của nó bằng không. Vậy số đối của Z, số đối Z là trừ Z. Được chưa? Vì Z cộng trừ Z bằng không. Ok chưa? Vậy ta có Z bằng A cộng BI. Vậy suy ra số đối của Z là trừ A trừ BI. Được chưa? Sau đó mình biểu diễn hình học trên OXY. Đây OXY, mình lấy ví dụ Z bằng 1 cộng 2Y thì số đối Z là trừ 1 trừ 2y. Đây, một là hoành độ, 2 là tung độ. Nhớ khi biểu diễn số phức trong hình học thì phần thật chính là hoành độ, phần ảo chính là tung độ. Giờ là 1 2 1 2. Đây Z đây, thấy chưa? Tiếp tục, số đối của Z là trừ 1, trừ 2. Được biểu diễn hình học là trừ 1, trừ 2, trừ 1, trừ 2. Đây, trừ Z đây. Vậy cho thấy gì ạ? Z và trừ Z nó đối xứng qua tâm ô. Đối xứng qua tâm ô. Ok chưa ạ? Đối xứng qua tâm ô. Rồi, ví dụ Z bằng 2Y thì số đối của Z là các bạn cứ thêm dấu trừ là trừ 2Y. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Cái chỗ nào bị sai, cái chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.